chờ ơi. Bà ngồi đây. Bà bị ông ngồi kia kìa. Ngồi không ngồi. Em để nguyên đấy thôi, không cứ quay đi quay lại sao ai xem được. Nguyên đang phụt được mặt đấy. Phụt mặt đấy. Tắt quạt. Tắt quạt đi, tắt chứ nhỉ. Chưa tắt quạt. Tắt quạt là người ta không khác lắm. Happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nhà mình nha. Yeah. Chúc mừng còn nến nữa. Tí nữa 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 còn nến nữa. Học giỏi ngoan nhá, không được đi đạp quán người ta.